Anche per la tale caccia. Rồi, con nâng một viên gạch này. Các bạn ơi, gạch đã được khô đây này. Nâng lên các bạn xem nào. Đó, đây là viên gạch đã khô và có mấy lỗ? Có hai. Nào, nhìn nào. Thanh Huyền thấy lỗ chưa? Thấy Thanh Huyền đấy. Nhưng mà viên gạch sau khi đóng lại nó như thế các bạn, rất chỉ là chắc nha. Các bạn đi xem máy làm gạch cốm nha. Đây. À, hôm nay bé Huyền đã dẫn các bạn đi xem một cái nơi sản xuất gạch cốm các bạn ạ. Ta đi xem gạch cốm được sản xuất như thế nào nhá. Rất nhiều cốm này, có cả máy múc này. Và đây chính là cái máy làm gạch đây. Chúng ta cùng vào xem nào. Đây là cái không gian cái máy làm gạch cốm đây. Đây chính là cái khuôn làm gạch đây các bạn này, khuôn làm gạch ra những cái viên gạch đó. Đây là cái máy này, đó họ ghi chữ này, rung này, máy ép này, gầu nâng này, đấy, dây xích tải này. Cái này nó đóng một phát xuống đây nó nén chắc gạch lại. Đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái đầu điện của em, có điện thấy hay không? 1, 2, 3, 4, 5, rồi, đây là cái áp chính. Đây là một cái motor rất lớn các bạn ơi. Đấy, hiện đứng này các bạn, trên tế con motor nữa. Đây là cái cầu để múc cái gì thấy không? Nhìn thấy cái gì kia không? Có một cái cầu để kéo cái đá nó vào đó. Cái đá mà đổ vào đây này. Lúc người ta làm ta sẽ xem nha, đổ vào đây. Sau đó đổ ra sang đây. Đá sang đây. Và cái nó dập ra khuôn cho đến cái xe này. Đây. Đúng rồi. Đấy. Máy múc gì đọc các bạn xem. Để dẫn các bạn đi lên cái máy múc nè. Rồi, đây, đèo máy múc đi. Đèo vào để dắp ra. Đi trên đất thôi, gì hết, cát nó chỉ là mát. Rồi. Lên đi. Các bạn nhìn anh Huyền trèo này. Đặt chân lên đây. Bước hẳn lên cái đống cát đó, đó là cát chứ gì đâu. Cầm hai cần giữa cho nè, tay cầm lên, đấy nhìn các bạn nè, nhìn đây, cũng muốn để cao lên tí, rồi nhìn đây, cầm tay có cầu múc chứ, khám phá đi chứ, quay mặt ra đây nè, nào, tay cầm cần nè, nhìn đây, ta hai tay cầm cần, rồi nó xem lên sát cái gì, có cảm giác rồi, khám phá máy xúc nha, đây. Đây có bốn cái tay lái các bạn, đây hai tay lái là một cái mất nút rồi. Đó là ga đó, ga cho đi. Đó là kéo thì sẽ phá. Đây các bạn nhìn này, cái không gian ngồi lái này. Con ngồi giống như những lợi xin của bác sĩ. Ơi. Thấy chưa? Đó, không gian ngồi lái múc là như thế. Bên kia cũng đang múc. Chưa? Rồi, ta đi xuống à. Cát á. Cầu múc cát đâu chỉ các bạn xem nè. Chỉ lại chỉ thôi. Còn cái cầu chưa? Đấy cái cầu. Cái cầu múc của máy múc đâu? Wow, cái cầu múc đúng không? Rất diện to. Bây
giờ các bác thợ về làm gạch, người ta xem các bạn làm gạch nha, các bác làm gạch nha. Cụ nhà em à, này chào bác chưa? À, có quay cây chị Hiền không? Chị có cây mấy múc á? Này bác quay nhà cháu đi. Quay giới thiệu đi. Thanh Huyền. Giáo ta ăn kẹo thối. À, ăn kẹo thối. Cái tương lắm. Đầu tiên là đây là lộn hồ này. Thì nó ra mà cái đóng một phát mà nhão luôn nhờ. Đây đứng hàng ngang này. Chứ bây giờ ta được gạch gạch chạy đi đó. Đây. Đó, đổ đó, thấy chưa? Đó, đây, đây, coi cái đây này, đảo lộn trong đây. Đây. Chạy có bụi. Quay một cái thời gian cái điểm mô đẹp đẹp ạ. Không, quay cái hoạt động của các bác thôi mà, để cháu xem tí. Cái ống gạch, em quay cái gạch là thế nào? Wow, đổ ra đấy chưa? Đây cái cô mà trộn đây là quan trọng đấy nhờ. Nhão phải đặt ra cho cô đó. Cái gì ăn ngon đây là không ngon đấy cho cô đó. Nhão ấy đặt là cho cô đó. Đó, đây nhờ. Ra chặt ấm rồi ha. Ấm ở đây. Nhìn gạch đẹp không? À. Wow, nhiều hàng gạch này. Thấy không? Xong người ta xếp như thế. Sau khi đây gạch nó khô xong rồi xếp đây. Cái địa điểm gạch, máy làm gạch này là ở đâu? Con nói cho bạn nghe nhá. Từ từ, không biết gì ạ. Các bạn biết máy cái xưởng làm gạch này là ở đâu chưa? Thanh Hiền nói cho bạn nghe nào. Nó ở Cát Văn. À, ở Cát Văn, chỗ nơi Bái Huyền sinh sống đấy. Nhà bạn nào mà ở khu vực Như Xuân, Yên Cát thì có thể đến cái xưởng gạch này để mua gạch gia đình của cái chú này làm nhá.
cạnh đông rất là đảm bảo. Ở đây tránh cho bác chữa ra ta xem nào. Này con đã biết cách người ta làm ra bên cạnh chưa? Đó, phải có 4 người đến 5 người làm. Một khẻ thế này là được bao nhiêu viên con đếm rồi nè. Một hàng là 3 này, có một hàng là mấy viên nhân lại với nhau là ra? 12 viên. Một hàng là 4, một hàng là 3 thì lấy gì? Lấy 4 x 3. À 4 x 3 là thành 12 viên đúng không? Một lần như vậy là đóng 12 viên gạch. Hôm nay con đã biết cách làm ra các viên gạch cốm chưa? Rồi, hôm nay có một trải nghiệm cho các bạn, các bé thấy đúng không? Rồi con chào các bé đi. Các bé muốn mua gạch thì đến tại Cát Vân mua nhà và nhà chú Tuấn Anh nhá. Đây là chiến gạch đóng ở hai cái địa bàn của bé Huyền, nơi bé Huyền sinh sống và học đại học ấy. Và chào các bạn đi về nè. Bye bye. Đi về nào, đi.